có một con kiến tìm voi để so sánh sức mạnh. Kiến tự hào nói rằng mình có thể nhấc bổng những thứ nặng hơn thể trọng của nó đến hơn 100 lần. Voi nghe xong liền lắc người thật mạnh, rũ sạch bùn bám trên cơ thể, rơi xuống dưới. Kết quả là kiến bị đống bùn đè đến chết. Lời bình, tuyệt đối không bao giờ được thách thức nhầm đối tượng, nếu không bạn sẽ chết rất thê thảm. Có một con sói giáp tâm ăn thịt con dê, hằng ngày nó cùng dê ra đồng ăn cỏ. Dê con bị hành động của sói làm cho cảm động, đồng ý ở cùng sói. Tối đó, dê con còn đưa sói về đàn. Kết quả là vài trăm con dê đã bị sói cắn chết, trong đó có cả con dê nhỏ. Lời bình, cho dù kẻ thù có ngụy trang thế nào cũng không bao giờ được phép cho mình cơ hội được tin họ. Nếu không bạn không những hại chết mình mà còn hại chết đồng loại, bạn bè của mình. Ngựa gặp lạc đà trên sa mạc, nó chế giễu cái lưng của lạc đà. Này, cái bướu của người anh em thật xấu xí quá. Lạc đà không để ý lời ngựa nói, tiếp tục lên đường. Cuối cùng, lạc đà có thể ra khỏi sa mạc, còn ngựa thì không. Nhìn xác ngựa, lúc này lạc đà mới cười. Lời bình, đừng vội vã cười cợt hay chế giễu vẻ bề ngoài của người khác. Nếu không, nhất định một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành trò cười cho người khác. Một con vịt nhìn thấy chim thiên nga bay trên trời vô cùng tự tại, cảm thấy bản thân mình cũng chẳng kém thiên nga là bao, nên cũng tung cánh bay lên. Kết quả là nó vội chạy đến vách núi và gieo mình xuống. Mới đập cánh được vài cái, nó liền rơi thẳng xuống dưới, bán thân bất toại. Lời bình, trước khi chuẩn bị kỹ càng, đừng mạo hiểm thử sức ở một lĩnh vực mà mình chưa am hiểu. Trên đường bộ, rùa chạy không thắng được thỏ, nhưng ở dưới nước, rùa chắc chắn bơi nhanh hơn thỏ. Lời bình, mỗi người đều có một thế mạnh sở trường riêng, vì thế đừng bi quan và tuyệt đối không được đặt sai vị trí của bản thân. Một đám động vật đi du lịch, cuối cùng chỉ có ốc sên là trở về bởi vì nó cõng cả một mái nhà trên người. Lời bình, trong mắt bạn, có thể đó chỉ là gánh nặng, nhưng với người khác, đó có thể là ưu thế và sự đảm bảo lớn nhất. Vì thế, đừng vội vã yêu cầu người khác vứt bỏ trách nhiệm, gánh nặng trên vai, bởi làm như vậy, có thể bạn sẽ hại chết họ. Quạ học chim ưng đi bắt dê, kết quả là bị lông của dê cuộn chặt vào chân, cuối cùng bị người chăn dê bắt được và ném chết. Lời bình, không phải loài chim nào cũng là chim ưng, hãy nhận thức rõ bản thân, hãy biết mình là ai, như thế bạn mới có thể tồn tại được trong rừng rậm. Các loài động vật trong rừng sâu tổ chức cuộc thi hoa hậu. Chim khổng tước, chim công lần đầu đăng ký tham gia và cho rằng mình nhất định sẽ giành giải quán quân. Kết quả là ngay cả vòng sơ tuyển, nó cũng không vượt qua được. Khổng tước rất tức giận, nó đi tìm giám khảo Sơn Dương. Sơn Dương nói, Khổng tước, mặc dù khi biểu diễn cô xòe bộ cánh rất đẹp, nhưng rất tiếc lại để lộ cả phao câu. Khổng tước ngại ngùng bỏ đi. Lời bình, khi soi mình trước gương, đừng chỉ soi mặt trước, mà hãy soi cả mặt sau của mình nữa. Nếu không, có thể bạn sẽ trở thành trò cười cho người khác. Mùa hè trời nóng bức, ngựa vằn ra sông uống nước, vừa hay nhìn thấy hà mã, lúc đó cũng đang chơi dưới sông. Ngựa vằn liền nghĩ, nó chơi được, lẽ nào mình lại không chơi được? Thế là nó nhảy xuống nước. Chỉ có điều một lúc sau, ngựa vằn đã bị cá sấu ăn thịt. Lời bình, không có thực lực, đừng ham hố và liều lĩnh, bởi bạn sẽ chỉ nhận phần thua về mình. Có một con thỏ rất lười, suốt ngày chỉ loanh quanh ăn cỏ cạnh hang của mình, cuối cùng bị thợ săn tóm cổ. Lời bình, lúc kiếm ăn quanh hang, hãy nghĩ một chút đến hậu quả. Nếu bạn cảm thấy ăn được hay ăn, không ăn được, tuyệt đối đừng ăn.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.